xin giới thiệu với các bạn, đây là những em côi jumbo có chất lượng rất cao và có kích thước cực kỳ to lớn, được Rubico Farm nhập về từ những trại nổi tiếng nhất Nhật Bản để phục vụ cho người chơi tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Trong tăng này bao gồm 8 em côi của các trại Konishiko Farm, Tainichiko Farm, Shinodako Farm, Maruhiroko Farm, Izumizako Farm và Maruseiko Farm. Các côi trong tăng này có kích thước từ 93cm cho tới 105cm. Như các bạn đang nhìn đây là em Karashigoi do Rubico Farm đấu giá tại Tainichiko Farm hồi tháng 10 năm 2016. Em Karashigoi này có kích thước là 91cm nhưng mà hiện tại bây giờ là 93cm. Đây là em Hiusuri của trại Shinoda. Em Hiusuri này có kích thước là 93cm. Đây là em Doisu Karashigoi của trại Konishiko Farm. Em này có kích thước là 105cm. Đây là em Kurane Ochiba của trại Maruseiko Farm. Em này có kích thước là 95cm. Đây là em Yamabuki của trại Izumizako Farm với body cực kỳ to lớn. Em này có kích thước là 95cm. Đây là em côi Karashigoi Oran của trại Konishiko Farm. Kích thước của em nó là 100cm. Và đây là em Magoi của trại Izumizako Farm. Em Magoi này có kích thước là 104cm. Có thể nói rằng đây là một bộ sưu tập cá jumbo trọn vẹn dân đủ của một khách hàng tại thị trường Việt Nam. Cũng như để có được một lô cá jumbo đồng đều chất lượng như thế này ở trong một hồ cá khôi là một điều cực kỳ hiếm. Chính vì vậy Rubico Farm đã làm hết sức mình để đưa những em côi tốt nhất về phục vụ cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như khẳng định thương hiệu của Rubico Farm tại thị trường Việt Nam. Giới thiệu các bạn, đây là lô cá bao gồm 20 côi jumbo với độ tuổi từ 2,5 cho tới 4,5 tuổi của các trại Sakai Farm, Maruhiroko Farm, Maruseiko Farm, Shinoda Farm và Tojaroko Farm. Trong lô cá này các bạn có thể nhìn thấy một đặc điểm chung của tất cả các em côi jumbo là body rất tốt. Ngoài cái việc cấu trúc body tốt ra thì quality của các em về chất lượng của Danny rất là sạch. Không có một em nào có dấu hiệu đang bị thoái hóa về Danny cũng như là sashi lên quá mức. Thực ra thì với chất lượng của cô jumbo tốt, các dòng cô haku sanke như thế này là một cái tiêu chuẩn cũng rất là cao. Hy vọng trong thời gian tới thì các bạn sẽ được nhìn thấy nhiều cô jumbo hơn nữa tại Rubico Farm Việt Nam. Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ 0969999699 gặp Thắng Ngô và tôi. Rất mong được phục vụ quý khách bất kể những yêu cầu gì, cho dù là cao nhất, Rubico Farm vẫn có thể phục vụ được quý khách đầy đủ và trọn vẹn. Hai em Hiusuri của trại Shinoda Farm với kích thước 73 và 75cm. Đây là em Sanke body rất khủng của trại Sakai Fish Farm. Đây là em Kohaku của trại Sakai Fish Farm.
Đây là Kohaku của trại Torajo Kofa. Đây là em Yamabuki của trại Maruhiro Kofa. Đây là em Ginrin Kiyusuri 86cm của trại Maruhiro Kofa. Đây là em Kohaku của trại Torajo Kofa. Đây là em Ginrin Kohaku của trại Maruhiro Kofa. Đây là em Ginrin Chagoi của trại Marusei Kofa. Đây là em Sanke của trại Sakai Kofa. Đây là em Kohaku của trại Torajo Kofa. Đây là em Sanke của trại Sakai Kofa. Hai em Tancho Kohaku của trại Daimichi Kofa.